Xin chào tất cả bà con cô bác anh em và các bạn ha. Hôm nay shop lại về một số hàng và đồng thời review lên cho mọi người chọn lựa ha. Tất cả những số hàng mặt hàng trên bàn này, cái nào mà có pin sạc thì mình giới thiệu luôn cả pin sạc ha. Cái nào mà thân máy vỏ pin là mới giới thiệu thân máy vỏ pin. Các bạn lưu ý chút nha các bạn. Bạn để ý là thân máy vỏ pin thì gồm có một thân máy và một vỏ pin. Như cái này ví dụ ha, cái thân máy vỏ pin là gồm có một cái thân máy nè, thân máy và một cái vỏ pin ha, chứ các bạn đừng hỏi là sạc ở đâu với lại là bao nhiêu vỏ đồ này họ tùm lum ha. Đã giới thiệu rồi, một thân máy và một vỏ à, còn cái nào một thân máy không thì là giới thiệu một thân máy không, còn cái nào mà một pin hai pin một sạc gì đó là mình giới thiệu rồi rõ ràng đầy đủ ha. Các bạn lưu ý, các bạn nghe cho kỹ ha, các bạn phải nghe cho kỹ, các bạn tìm hiểu cho kỹ trước khi các bạn mua ha, để khỏi bất công với các bạn tốn tiền còn bị mất thời gian nữa ha. Rồi. Bây giờ đầu tiên mình xin chúc cho tất cả mọi người luôn khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Rồi Trường xin phép được test máy, giới thiệu những sản phẩm có nằm ở trên cái bàn này ha. Rồi đầu tiên là mình xin giới thiệu cái hộp đồ nghề ha. Cái hộp đồ nghề này mình bảo đảm các bạn là không phải hàng Trung Quốc nha các bạn, hàng của công ty đàng hoàng ha, không phải hàng Trung Quốc đâu đó, cho nên là mình giới thiệu cho các bạn cứ yên tâm, mình bán hàng mình không có hàng Trung Quốc đâu, các bạn cứ yên tâm đi. Mình cũng chúa ghét Trung Quốc ha. Ở đây nó có cái hộp đồ nghề này, nó có 100 chi tiết, đúng 100 chi tiết luôn nha các bạn, 100 chi tiết đó. Trong chi tiết trong đây nó gồm có nè, mũi hoa thị nè đó, các bạn nhìn kỹ nữa ha, đây nó có mũi hoa thị rồi và mũi ba ke và mũi hoa thị từ nhỏ tới lớn ha. Ở đây cũng vậy ha, từ nhỏ tới lớn, mũi ba ke và mũi hoa thị nó dùng cho những cái này nè các bạn. Các bạn như các bạn làm đồ điện ha, làm đồ điện hay các bạn tháo máy móc mà sử dụng bằng những cái này nè các bạn, các bạn rút cái này ra ha, rút cái này ra nhét vô đây ha các bạn đó, các bạn thấy không, rút ra nhét vô đây rất là tiện nha các bạn, cho các bạn mở thoải mái luôn, mở cả chiếc xe Honda cũng còn kịp ha các bạn. Hộp đồ nghề này các bạn mở hết chiếc xe Honda vẫn còn kịp, mình dám hứa với các bạn nha, các bạn muốn mở nguyên cả chiếc xe Honda là các bạn mở ra. À, từ dàn áo cho tới ốc ác của cái xe Honda, xe máy ha, cái xe máy các bạn mở vô tư luôn ha, nó có đầu nối đầu chuyển đồ đầy đủ ha. Cái cần này là cái cần dùng cho cục tiếp nhỏ ha, cục cái tiếp chẳng hạn như những cục tiếp này nè ha, các bạn cục tiếp này nó có đầu chuyển tiếp nè, tiếp này đó. Cái cần nó dùng cho những cục tiếp này nè ha, cục tiếp này, cục tiếp đầu nhỏ nè ha đó, tiếp đây nè ha đó. Rồi các bạn lưu ý ha, các bạn để ý ha, đây nó đầy đủ hết nha các bạn đó. Còn cái cần này đó là cần đầu, cần này là cần đầu 1/2 ha, cần đầu 1/2 dùng cho những cái đầu tiếp to, những cái cục tiếp to như vậy nè nha các bạn đó, tiếp rất dày nha các bạn, tiếp rất mới mà dày 100% đó, dùng cho những cái cần tiếp này ha các bạn, nhưng những cục tiếp này đó. Cái này là rất xịn nha các bạn đó. Rất là to, rất là dày nha các bạn. Các bạn lưu ý, các bạn để ý kỹ nè, những cục tiếp này rất là tốt, rất là dày nha, chứ không phải là mỏng đâu hay là đồ đẻo đâu. Rất là ngon như nước xi thôi, mình nhìn thương hiệu đàng hoàng nha các bạn. Các bạn xem thương hiệu đây nè, cái thương hiệu nó in ở trên đây nha, các bạn nhìn thấy ha đó, nó in trên đây, không biết mà mình có lấy nét được không, mình không có lấy nét được nè. Các bạn thấy nó in không? Sao mình không lấy nét được ha? Không có được rõ ha? Các bạn nhìn nó không có được rõ đó. Xem đây nó có được rõ không các bạn? Đây là đó. Nó không có được rõ ha? Đó, mình quay vậy nhưng mà cái chữ ở ngay chỗ cái này, cái cần này nó không có được rõ là do cái chỗ này nó mờ quá, cái chữ nó mờ quá các bạn nhìn bằng mắt thường thì rất là rõ ha. Đây nè, đó đây nè, đây nè, các bạn nhìn thấy không, đó cái chữ đó ha, đó cái thương hiệu của nó nha các bạn, đó nó đầy đủ nha các bạn, có đầu nối đầu đồ đầy đủ ha các bạn ha, đầu nối dài nè ha, đầu nối là cho các bạn ra nè, ví dụ cái này các bạn nối ra ha, nối cho nó dài ra ha,
đó, nó đầy đủ cho các bạn. Lục giác lục gì cũng đầy đủ ha, có rất là nhiều thứ. Tất cả trong đây là 100 ha, 100 chi tiết này, lớn nhỏ 100 chi tiết. Rồi cái này thì mình giới thiệu như vậy rồi các bạn hiểu rồi ha. Rồi những hộp đồ nghề này các bạn mở vô tư luôn, tất cả mở được. Này lớn nhất đây nè, coi mình coi con này là cỡ bao nhiêu. Lớn nhất cái này cỡ 24 nha các bạn. 23 24 đó. Cái tầm đó nha. 20 đây. Ở đây là 20 và 21, 22, 23. Đó, cỡ 23. Ở cái thùng số 1. Thùng số 1 750k nha các bạn. Thùng số 1 750k, thùng hộp đồ nghề nha các bạn. Hộp tiếp đồ nghề ha. Hộp tiếp nhưng còn có cần tiếp được tất cả những thứ ha. Rất là nặng, rất là ok. Rồi. Ở đây là hộp thứ hai, hộp thứ hai là hộp vừa rồi mình cũng đã có bán rồi ha. Mình còn có đăng lên bán rồi. Tất cả những cái hàng này là đầy đủ ha. Mình giới thiệu cho các bạn. Nó đầy đủ ha. Các bạn lưu ý nha, nó rất là đầy đủ đồ. Kể cả cái búa này ha, cái búa này các bạn nhìn sơ đi, cái búa này thôi đó, các bạn nhìn sơ nó có thương hiệu nè, cái này rất là rõ nè đó, thương hiệu chung của nó luôn ha. Đó, các bạn nhìn đi, cái búa rất là ok nha các bạn. Búa này nhổ đinh lên nha các bạn, cái mặt búa nó rất là láng nha các bạn, rất là láng ha. Đó, có thương hiệu của nó ha. Cần này luôn đó, có cần tiếp cũng giống vậy luôn ha các bạn, cũng có cần ha. Mà bên đây cái cần nhỏ này bằng cái cần nhỏ bên kia nha các bạn. Bên kia có cái cần lớn, còn bên đây có cái cần nhỏ này thôi. Đó. Cần 38 này thôi. Đó, cục bộ tiếp này nó cũng có nguyên dàn bộ tiếp nhỏ thôi. À, cái này thì mình mở không được, thể mở được chiếc xăng đa. Nhưng mà cái này mở hết tất cả những cái đồ điện nha các bạn. À, đồ điện trong nhà mình đó, mở vô tư luôn. Ha. Kể kìm cắt điện nè, kìm mở nhọn nè. Đó. Các bạn nhìn đi, thương hiệu của nó là rõ ràng ha. À, cái kèm này không phải, dù mình bỏ tiền ra đi mua đi một món như vậy là 7.000 thì không có đâu ha. Phải cái hộp này tới 105 chi tiết rồi các bạn. Đó, cho nên các bạn bỏ ra mua một món như vậy mà 7.000 thì dứt khoát là mình không thể nào mua được đâu ha. Với 7.000 đồng thì không thể nào mua được ha. Mình cho là 10.000 đồng thì cũng không thể nào mua được ha. Không thể nào mua được cái kèm giống vậy. 10.000 thì các bạn cứ bỏ ra 10.000, các bạn đi sắm từng món đi ha. Từng cái các bạn ra mua một cái lục giác này mất 10.000 này nha các bạn. Một cái lục giác thôi. Đó, dù như bây giờ cái tôi nói một cái lục, mình nói giới thiệu các bạn là một cái lục giác như vậy. Các bạn ra chợ các bạn mua ha. Đó, các bạn ra chợ các bạn mua đi. Các bạn mua không cái một cái lục giác như vậy là mất 10.000 rồi. Một cái lục giác như vậy là các bạn mua 10.000 bạc. Chứ không phải đâu ha. Đó, giờ trong đây nó có đầy đủ hết tất cả những cái lớn nhỏ. Ha, không thiếu một cái gì hết. Đó, từ lớn tới bé. Từ bé tới lớn, đó. Xin lỗi, từ bé tới lớn luôn, đầy đủ ha. Rồi cái thùng này mình đã giới thiệu rồi, mình bán cho anh em rồi ha, không còn có nhiều nữa ha. Cái thùng này đơn giản thôi. Đồ nó rất là ok, 105 chi tiết ha, giá 750k ha các bạn. Số 2 này cũng 750k. Thì sau đó mình giới thiệu cho sẵn máy móc cho các bạn xem các bạn mua ha. 750k các bạn mua về các bạn sửa điện nước, các bạn khỏi đi mượn ha. Cái này các bạn cầm ra là các bạn sửa đủ đầy đủ luôn đây đó hết rồi. Cần búa có búa, cần kìm có kìm, cần kém kéo cần gì có cái đó ha. À, nó cắt được kẽm ha, cắt được dây điện này, tất cả các thứ nằm trong đây hết ha. Xoay 750k luôn ha các bạn. Đó, cái thương hiệu của nó nằm đây nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy thương hiệu nó nằm đây ha. Mình bảo đảm với các bạn không phải đồ Trung Quốc ha các bạn. Mình bảo đảm với các bạn là mình, nhưng mà không nói là của nước nào thôi. Mình nói là bảo đảm không phải là đồ Trung Quốc cho các bạn. Các bạn yên chí đi ha. Rồi mình tiếp tục là cây số 3. Số 3 là một cây Bitgap Nati, mã là EZ6225. Cây này to ha. 6220 nó nhỏ hơn. Còn cây 6225 là rất là to nha các bạn. Đó. Thân của nó rất là to. 6225 cái thân nó to. Nhìn nó hầm hố ha. Nó có 21 cấp trượt rồi. Đó. Đầu gài ha, 21 cấp trượt. Đó. Đó, đây là mình test nha.
thì nó là chỉ có thân máy và bỏ pin thôi nha. Nhanh chậm nè, đó, nhanh chậm nha các bạn. Rồi thân máy và vỏ pin, vỏ pin cực kỳ đẹp luôn các bạn, nhìn đi, vỏ pin cực kỳ đẹp luôn đó, vỏ pin của nó ha, thân máy và vỏ pin đó ha. Đây số 3 test rồi ha, giờ mình thân máy và vỏ pin đây. À, nhìn nè, gấp à, 6225 ha. Cái này còn rất đẹp nha các bạn. Các bạn nhìn đây, cái cây này còn rất đẹp, ban đầu còn rất là đẹp. À, đầu là cứng ngắc luôn ha các bạn. Không có ra tí nào đâu ha. À, 21 cấp trượt, 1 cấp khoan. À, đó các bạn nhìn thấy không? Đó, nhanh chậm đây. Đây là khóa cò ha. Đó, khóa cái cò này. Đặt qua là khóa rồi, cứng ngắc luôn ha. Rồi số 3. Số 3 thân máy vỏ pin 500k nha các bạn. Thân máy vỏ pin 500k cái này ha. 500k. À dít góc này rất là ok ha. Các bạn về các bạn vô một xeo pin rồi các bạn xài được rồi ha. Nếu không các bạn cứ để lại cho mình vô. Vô một xe pin lớn nha các bạn, là xài ok luôn. Rồi cái này số 4, số 4 là một cây này, cây Black Tucker nha các bạn, cây Black Tucker. À, các bạn có bộ đồ nghề các bạn mua cái này về các bạn xài rất là lẹ ha. À, các bạn lấy mũi ra xài, sử dụng những cái này này mấy trăm ngàn ha, gạt qua gạt lại ha, chạy vô gạt qua đây là chạy ra ha. Này máy gồm có sạc luôn nha các bạn. Cái này máy gồm có sạc luôn, tại pin làm rồi nha các bạn. Đó, pin làm rồi, adapter ha. Lỗ adapter đây cho nên là nó gồm có cả sạc. Đó, gồm có cả sạc đây nha các bạn. Đó, nó gồm có cả sạc đây. Cắm vô đây là nó sáng đèn lên đó. Gồm có cả sạc đây, nguyên bộ này, nguyên combo ha. Đó, nguyên máy với có sạc. Số 4. Rồi, số 4 450k là máy có sạc luôn nha các bạn. Đó, nguyên combo. Rồi. Đây, số 5. Này cũng máy có sạc luôn nha các bạn. Đó, cái này là cái vít ha. Đó, gạt qua đây. Đây có đèn led nha các bạn. Có đèn led ha. Mình gạt qua đây nó chạy. Rồi mình gạt qua lại đây, nó chạy. Rồi những cái mũi vít này mình rút ra rút vô thay ha. Một cái mũi vít này rút ra rút vô mình thay. À, có mũi vít hết ha nha các bạn, cái hộp đồ nghề đó là mấy chục mũi đó mình thay được cho các bạn. À, với cây súng này nữa là vô tư luôn đó. Rồi cái này cũng có sạc này luôn ha, cũng có sạc này luôn ha. Rồi 450k luôn ha, vít có sạc luôn, tại vì cái này mình làm adapter nha các bạn, làm adapter hết rồi. Số 4, số 5. Rồi, số 5 450k luôn. Rồi số 6, số 6 cũng sạc. Này là 7.2 ha các bạn. À, sạc này là 7.2, còn một mấy cái kia là 3.6 ha. Còn này là 7.2. Cho nên là nó sạc này ha. Cái máy này luôn ha. Này khoan nha các bạn. Khoan bắt dít được luôn ha các bạn. Đây gồm có 5 cấp trượt và 1 cấp khoan ha. 5 cấp trượt nè các bạn. À, bây giờ vô đây cấp trượt nè. Đó cấp trượt đó ha. Cấp trượt số 4 nè. À, cấp trượt số 2 nè. Đó, ra vô nè. Ra vô ha các bạn. Rồi. Này rất là đầy đủ ha các bạn. Rồi. Rất là khỏe ha. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đây nè ha, xuống đây là khoan ha. Các bạn cứ bạn thoải mái ha, đó xuống đây. Có dấu đây nha các bạn.
đó, cái này là khoan đây nè. Rồi cái số 6 450k nha các bạn, là máy sạc luôn ha. Cái này mình làm rồi ha, đây này làm adapter rồi nha các bạn. Đây cắm vô đây ha, đó là đèn sáng lên ha, đó thay pin rồi hết rồi ha, cắm vô đây thôi là đèn sáng lên rồi. Adapter nha các bạn. Rồi cái số 7, cái này cũng là sạc adapter luôn nha các bạn. Cái này cũng sạc adapter luôn, 12V nha các bạn. Cái này là adapter 12V cũng làm pin rồi nha các bạn. Này cũng làm pin rồi ha. Đó, làm pin rồi. Này là black packer ha. 12V. Có đèn led rồi đàng hoàng nha các bạn. Này gồm có 10 cấp trượt nha các bạn. Nó gồm có 10 cấp trượt và một cấp khoan. Đồ kẹp 10 ly nha các bạn, đồ kẹp 10 ly. Đó, cái này đồ kẹp 10 ly. Rồi, con này đồ kẹp 10 ly ha. Đảo chiều. Radio đầy đủ ha. Rồi, cấp trượt. Cho các bạn biết cấp trưởng nó đây ha. Đó. Vì mình mở ra cái ốc xích nhỏ nhỏ rồi rất là ngon nha các bạn. Thỉnh thoảng mình khoan nhựa, khoan này kia đồ nhỏ nhỏ cũng được. Đây là 10V8 ha. Cái máy Black Packer này 10V8 ha. Đó. Đây hàng bãi nhưng mà hàng xuất nha các bạn. À, hàng China xuất Nhật ha. Nguyên combo của nó, nguyên cái bộ của nó ha, máy pin sạc adapter vậy ha. À, số 6 hay là số 6 rồi. Đây là số 7. Số 7, máy sạc luôn ha các bạn, 750k cả sạc luôn ha. Rồi bán cái giá cho các bạn dễ mua ha, giá rất là mềm mà, 750k cả máy cả sạc, quá rẻ. Rồi cái số 8, đây là một cái thổi bụi nha các bạn. Cái thổi bụi này là 14V ha, thổi bụi ha. Đây là cái này mạnh, rất là mạnh nha các bạn. Đó, nó có hai cái chế độ ha, tắt ở đây nhưng mà chế độ mở nhanh chậm đây ha. À, mạnh yếu á, mạnh với yếu nó có hai số. Đó, rất là ghê. Đó, rất là ghê ha. Rồi 14V. Này nguyên combo nha các bạn. Nguyên combo sạc 220V ha. Thổi sạc 220V. À, sạc 220. Điện sạc điện 220 nha các bạn. Các bạn không có, tất cả đây là điện 220 hết rồi ha. Hôm nay không có cái nào điện 100V hết ha. Đây là điện 220 hết. Đó, adapter là 220 hết. Kể cả cái máy thổi này cũng điện 220 luôn ha. Đó, máy pin sạc nguyên combo ha. Số 8. $950 nha các bạn. Số 8 $950 nha các bạn, cái máy thổi ha. 14V nha các bạn, pin này. Đó, các bạn muốn mua thêm pin thì các bạn liên hệ em mua thêm pin. Ha, nó như vậy nha các bạn. Đó, pin trọt như vậy. Đó. Máy thổi. Cái hiệu của nó đây nha các bạn. Cái hiệu của nó là can gì đây nè mà mình không đọc được ha. Đó, cái hiệu của nó đây. Cái hiệu của nó đây. Đó. Không đọc được cái tiếng đó ha. Rồi 950 nguyên combo, máy pin sạc đầy đủ. Rồi cây số 9 là một cây, cây này là cây vít góc nha các bạn. Vít góc đầu 360 độ nha các bạn. Đó, các bạn xoay 360 độ ha, xoay được một vòng luôn ha.
vít gốc này xoay được một vòng luôn, xoay cỡ nào cũng được hết ha, thả ra là nó gài lại, còn mình xoay qua đây mình thả ra nó gài lại đó, gài cái nghiêm lại ha, thả ra kiểu nào nó cũng gài lại kiểu đó ha. Đó rồi, cái này thì không phải bàn cãi nữa rồi ha, này mình đã bán rất là nhiều rồi, thì cái này giờ mình test thì mình cũng chỉ có test dòng nguồn nó thôi ha. Đó, cho nên là mình lấy cái kẹp ra mình test cái này cho các bạn xem. Hết điện hay sao? Ồ, hết pin rồi, chưa sạc nó hết pin rồi các bạn. Ở cái kẹp mình chưa không có sạc nó hết pin rồi ha. Ở cái này mình bao với các bạn ha, máy 96 vít gốc, thân máy vỏ pin, bao các bạn là máy sống ok luôn ha. Bạn nào không ấy thì bạn nào mà mua về sử dụng là chúng ta để lại đóng pin luôn ha, mình đóng pin luôn, cho nên mình sử dụng cho nó rất là tiện. Cái này mình pin này vỏ này mình vẫn đóng 6 xeo ha các bạn, vẫn đóng 6 xeo, cho nên là các bạn yên chí ha. Rồi bây giờ mình đã bán cái thân máy vỏ pin ha, này thân máy vỏ pin nha các bạn, giá thân máy vỏ pin ha, cây số 9. Thân máy vỏ pin 600k ha, máy bỏ pin 600k. Này, cái kẹp của mình không còn điện nữa các bạn, mình để lâu quá mình không có sạc, không có sạc nó mất hết điện rồi đó, giờ mình chẹt cho nó cũng không có điện luôn, cho nên mình không thử được luôn. Rồi đây là cây số 10 nha các bạn, cây số 10 là một cây multi Panasonic, này là 6507 nha các bạn, EZ6507 ha, cây này cây Panasonic. Cái này cũng còn rất là đẹp nha các bạn. Đó, cái này cũng còn rất là đẹp chứ không có không phải xấu nha các bạn. Cái này ok á. Nati Panasonic 6507. Cái máy rất là mạnh nha các bạn. Đó. Rồi. Nghe các bạn cũng biết rồi đó. Cây này thì nó có chức năng, nó hỗ trợ chức năng khoan, cho nên khi người ta đẩy lên là nó thành khoan ha. Đó, đẩy lên ngay chỗ chế độ khoan là nó thành khoan, kéo xuống là vẫn thành vít ha, đang ở chế độ khoan nhưng mà ở đây khoan nha, các bạn thấy không, khoan không, khi chúng ta kéo xuống là vít nha, đó kéo xuống nó vẫn là vít ha, cho nên rất là tiện nha các bạn. Rồi, cái này rất là ok ha. Thân máy vỏ pin nha các bạn, thân máy vỏ pin. Số 10. 950k. Cái nào nhập cao mình bán cao ha các bạn, các bạn không phải suy nghĩ, cái này cả hàng còn đẹp ha, máy còn đẹp. Panasonic 6507 ha, 950k, thân máy rất là đẹp ha, cao su liền lạc hết ha, không có chỗ nào xấu hết.
không có chỗ nào chày chùa hay rách rưới ha, còn nguyên dạng ha. Tại cái đầu này còn đẹp nha các bạn, đầu rất là đẹp nha các bạn, không rơ lắc tí xíu nào luôn nha các bạn, rất là cứng ha. Rồi 950k thân máy vỏ pin. Cây số 10, cây số 11, cây số 11 của cây bê tông Nati rất là mới luôn nha các bạn. Cây này là rất là mới luôn nha. Đó các bạn nhìn đi, rất là mới. Đó, nói chung là rất là mới, có cái cục vỏ pin hơi cũ tí thôi. Đó, cái vỏ pin không phải là đi theo cái máy ha. Cần kể cả cái tay nắm ha. Rất là mới, cái đầu mới tinh luôn ha. À, các bạn nhìn đi, rất là mới nha cái máy này. Đó, nhưng mà mình không có pin để mình test đâu các bạn. Giờ pin này mình chưa có đóng. Các bạn nào mua về đóng pin thì các bạn có ấy thôi ha. Để test cho chạy thôi nha các bạn. Đó. Đó hết rồi. Rồi. Nó vậy thôi. Vô tư thôi các bạn, cái này mình bao các bạn luôn ha. Máy rất là mới. Này thân máy vỏ pin ha, thân máy vỏ pin cây bê tông 24V. Này 24V nha các bạn. Bê tông 24V thân máy vỏ pin. Số 11. Số 11 1.4 ha, 1.400k. 1.400k ha các bạn. 1.4, cây này mới nha các bạn. Rất là mới. Nói chung là cái máy này mới tinh luôn. Cho nên cái giá nó hơi rác chút. À, không có vấn đề gì hết. Rồi, cây số 12. Cây này thân máy vỏ pin, mình không hiểu sao cây này là nó ở đây nó like cái tem là 6504 bạn. Nhưng mà cái máy này đúng ra là cái tem của nó là 6404 nha. Đó. Nhưng mà này nó like cái tem 6504 bên này. Mình chẳng biết sao. Đó, chữ Nhật còn đây. Mình chẳng biết rồi, mình chỉ thấy ra sao là bán vậy thôi. Lấy về sao là bán vậy thôi ha. Mình cũng không có sửa chữa hay không đụng vào ha. Cái này là thân máy vỏ pin luôn nha các bạn. Rồi mình test chức năng cho các bạn xem ha. Thân máy vỏ pin. Này nó có ngắt lực rồi nha các bạn. Nó phải lên lực á. Đó. Đó. Đó nó ngắt lực nha các bạn. Có 21 cấp trượt ha. À, rất là mạnh. Nó ngắt lực nha các bạn. Đó, mình nắm không được, nắm lại được là nó ngắt ha. Đó. À. Đó, số 13 nha các bạn, ngắt lực này các bạn. Buông ra nè. Đó, ngắt lực nha các bạn. Đó. Vít thì vít ngắt lực ha. Rồi, ra vô đầy đủ. Rồi. Tôi vít như vậy ha. Bán nguyên cái máy pin nóng mới luôn nha các bạn. Đó, pin nóng mới luôn, máy pin sạc. Bán nguyên combo luôn ha. Máy pin sạc, cái này cho nó dễ bán, không bán thêm máy vỏ pin. Bán máy pin sạc luôn. Rồi, sạc adapter 220, sạc 12V. Máy pin sạc nguyên combo luôn. Đó. Đó, nó như vậy nha các bạn. Mình bán như vậy luôn ha. Các bạn dễ mua nè ha. Rồi. Số 12. Nguyên combo máy pin sạc 2250 nha các bạn. 2250k. Rồi các bạn mua vậy là về xài luôn ha. Đó, sử dụng luôn. Rồi. Nguyên combo. Số 12 ha. Rồi đây. Số 13. Đây là một cái máy Makita ha các bạn. Đây là một cái máy Makita. À, máy này là máy rootless BNL nha các bạn. À, máy này là máy rootless BNL không than ha. À, máy
TB141 4 chức năng. TB141 4 chức năng ha. Có búa có đồ ha. Đó, ở đây có chỉnh lực đồ ha các bạn. Đây nó có chỉnh đèn đồ này đầy đủ ha các bạn. Tắt mở đèn là lực chỉnh đèn lực đồ đây ha. Rồi. Chỉnh lực đây là khi mình dặn qua đây ha các bạn. Rồi các bạn qua chế độ này là mình chỉnh lực được ha. Đó. Ở đây là lực đây nè các bạn. Đó, 2 nè. 3 nè. Đó, 1 nè các bạn. Số 1 ha, đây số 2. Rồi, số 3. Khi mình nhận qua dít búa ha. Đó, là nó sẽ chỉnh lực được ha. Còn để bình thường là nó sẽ chỉnh không được nha các bạn, nó ở chế độ B. Ví dụ mình để ở vít bình thường ha. Thì nó ở chế độ B số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 9. 9 cho về B, B phở, tức là về tự do ha các bạn. Khi các bạn ở chế độ vít ha, chế độ khoan. Đó, chế độ khoan. Rồi các bạn chế độ khoan là các bạn không thể nào chỉnh được ha. Đó, chế độ khoan là một chế độ thôi, nó không có khoan yếu khoan chậm ha, chỉ vít thôi. Rồi. Máy mắc kinh gia băng đồng hoàng ha, này là TD141 34 chức năng ha, của Makita. Cái máy này rất đẹp nha các bạn. Đó, cái máy còn rất là đẹp luôn ha. Rồi, thân máy, cái đấy bán này là bán cái thân máy nha các bạn. Thân máy 18V ha, thân máy 18V của Makita ha các bạn. À, dưới đây là đầy đủ nè ha, thân máy 18V, máy này chưa đụng đậy gì nha các bạn. Số 13. Số 13, 2.250 nha các bạn. 2.250. Máy rất đẹp nha các bạn. Máy này rất là ok á. Số 13. Máy mới ok nha các bạn. Rồi, số 14. Số 14 là một cây DMR ha. DMR ha. Hitachi DMR, thân máy do pin. Mình bỏ đây vô mình test búa cho các bạn xem ha. Đó. Cái Hitachi rất là lực, rất là mạnh nha các bạn. Hitachi sử dụng than rời á, nên cây những cái máy DMR của Hitachi rất là ngon. Rồi, cái máy rất là đẹp nha các bạn. Bạn nhìn kỹ ha. Cái máy rất là đẹp. Đó, chưa bị chày chóc mấy cái chỗ này nha các bạn. Cái chỗ này hay bị chày chóc lắm, mà đây nó chưa bị chày chóc với cái chỗ này. Đây thường thường nó hay bị chày chóc lắm. Đó, đây còn nguyên zin ha các bạn. Còn nguyên chi luôn. Chưa bị chày chóc chỗ nào hết ha. Đó. Bị dơ thôi đó. Còn nguyên zin ha các bạn. Chưa bị chày chóc ha. Máy rất là đẹp. Rồi, thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin như vậy. Bạn nhìn thấy không? Thân máy vỏ pin. Số 14. 608. K nha các bạn. Rồi. Đây là một cây khoan Nati ha. 7440. 7440 này xe khoan này khoan của Panasonic đó các bạn, Nati Panasonic đó, 14V. Khoan 14V. Đó. Cái pin mình thì nó chưa sạc, nó yếu à. Đầu kẹp 13 ly nha các bạn, đầu kẹp 13 ly. Đó, khoan này là đầu kẹp lớn ha. Đầu kẹp lớn lớn.
chức năng khoan gồm có 17 cấp trượt ha, một cấp khoan. Bây giờ mình trượt cho các bạn xem ha. Rồi, thầy bán thân máy nha các bạn. Bán cái thân máy thôi. Đó, cái thân máy của con Nati này là 14V này thôi ha. Rồi. Các bạn nào muốn mua vỏ hay gì các bạn liên hệ. Còn mình bán ở đây mình test, mình bán cái thân máy thôi. Mà nào có pin rồi thì mình mua về mình sử dụng. Số 15. Thân máy 750k nha các bạn. Thân máy số 15 750k. Rồi, số 16 là một cây vít Ryobi 12V vít Ryobi nha các bạn. Thân máy vỏ pin ha. Như vậy. Test chức năng cho các bạn xem ha. Đó, rất là ok nha các bạn. Thân máy vỏ pin của Ryobi ha. Thân máy vỏ pin của Ryobi. Như vậy ha các bạn. Số 16. Số 16 Ryobi 550k ha. À, rất là đẹp nha các bạn. Mà nhìn kỹ rất là đẹp ha. Rồi đây số 17. À, số 17 này mình bán nguyên combo luôn nha các bạn. À, sạc adapter rồi ha. Cái sạc adapter rồi. Này là bán nguyên combo luôn ha. Này 14V nha. Cái này 14V nha các bạn. Máy pin sạc 14V. Sạc adapter như vậy nha các bạn. Sạc adapter 14V, máy pin sạc. Đây mình cấy vô rồi. Đã cái mạch adapter đây rồi ha. Bán nguyên combo máy pin sạc. Số 17. Bán 1 triệu nha các bạn. Máy pin sạc 1 triệu ha. Máy pin sạc 1 triệu. Rồi. Ok ha, máy pin sạc 1 triệu 14V nha các bạn. 14V, máy này máy Ryobi 14V ha. Mã của nó là 1406 ha, các bạn cứ test thử ha. Test thử lên trên ấy ha. Có đèn LED đàng hoàng. 1406, giá 1 triệu. Số 17. Số 18 là một cây EZ62 nó 30 ha, 6230 15V6 nha các bạn. 6230 15V6. Rồi. Thì 15V6 này thân máy vỏ pin nha các bạn. Thân máy vỏ pin. Đây là có 21 cấp trượt, một cấp khoan ha. 15V6 ha. Rồi, như vậy thôi nha các bạn. Đó. Ra vào đầu kẹp 13 ly ha, đầu kẹp 13 ly, đầu auto lock ra vào rất là ok, nhanh chậm ha, có hai chế độ, cái này rất là khỏe, bạn mua về các bạn khoan là vô tư rồi. Rồi thân máy vỏ pin 18. Ha các bạn. Thân máy vỏ pin 15V 800k.
Và tiếp tục cây 12V của Nati EZ T105. À, cây này là cây nội địa ha, EZ T105. Cây vừa rồi cũng nội địa, cây này cũng nội địa ha các bạn. Cần lưu ý ha, hàng nội địa ha. Này bản thân máy vỏ pin ha các bạn. Thân máy vỏ pin. Để nội địa. Đầu kẹp 10 ly ha các bạn. Đầu kẹp 10 ly. Rồi. Ok. Thân máy vỏ pin ha các bạn. Dây. Số 19. 600k. Thân máy vỏ pin ha. Số 19 600k thân máy vỏ pin. Đây số 20. Số 20 là một cái vít đeo pin 12V. Rồi, vít rêu pin 12V. Đèn led nó nằm đây nha các bạn. Đó, đèn led nó dưới chỗ này cho các bạn bấm đây là lên đèn. Tắt đây, mở đây ha. Đó. Tắt đây. Tắt bên này, mở bên này nha các bạn, nó có chữ led này ha. Tắt mở đàng hoàng ha. Đây. Và tắt bên này ha, mở bên này. On off bên đây nha các bạn. Có chữ on off ha. Đó, off là tắt nè. Tắt đây ha. Đó, đây mở ha. Đó, mở nó sáng lên liền nha các bạn. Đó. Là tắt nó tắt liền ha. Mở nó tắt. Rồi. Rồi. Máy 12V nha các bạn, DUV. Thân máy vỏ pin. Số 20. Số 150k. Này sử dụng than rồi nha các bạn. Này 12V sử dụng than rồi ha, DUV 650k, cái máy này rất mạnh. Sử dụng than rồi nhà rất là mạnh. Rồi đây tiếp tục cái số 13 là một cây Makita ha các bạn. Makita này là mã là TD134 ha, TD134. TD134 nha các bạn. Vít. Cái vít TD134 ha, cây này rất là ok ha. Đèn led rồi đầy đủ nha các bạn. Rồi. Này là cái thân máy nha các bạn. Cái thân máy nó như vậy nha các bạn. Thân máy nó cũng có 3 chân nè ha. Đó, đi như vậy. 134 ha. Số 21. Nha các bạn. Thì 134 số 21 800 ha. Này rất là ngon. Đây cây khoan Hitachi nha các bạn. Khoan Hitachi 12V. Mạnh quá. Rất là mạnh nha. Máy là máy Hitachi rất là mạnh nha các bạn. À,
thân máy vỏ pin ha, 12V, chi đầu kẹp 10 ly, thân máy vỏ pin 622 600K, ha. Rồi số 23 cái vít Ryobi tiếp ha. Rồi vít Ryobi. Thân máy vỏ pin. Đèn led rồi đầy đủ nha các bạn. Rồi. Có chế độ này ha, cản cò ha, chậm lại ha. Yếu lại ha. Cạch xuống. Nó nhanh lên ha, mạnh ha. Rồi. Vít Ryobi 12V. Thân máy vỏ pin. Đều đẹp đẹp không nha các bạn. Chứ không có hàng xấu ha. Số 23. 550K. Vít Ryobi 550K hết nha các bạn. Hàng đẹp. Chứ không có hàng xấu ha, tem tiếp đầy đủ ha các bạn. Đừng là. Rồi, một cái vít Hitachi. Vít Hitachi 12V ha. Hitachi. Cũng thân máy vỏ pin nha các bạn. Rồi, thân máy vỏ pin. Rồi. Rất là ok. Liên lạc ha các bạn. Thân máy vỏ pin rất là đẹp nha. Đó, đầu còn rất là đẹp ha. Này rất là cứng cáp nha các bạn, hàng mới mới này đều là cứng cáp hết ha. Hàng mình không có bèo đâu các bạn. 24. 600K. Thân máy vỏ pin. Số 24. Thân máy vỏ pin số 24 600K ha. Cái giá này ta còn tiền bao ship, tiền đồ này kia tùm lum hết các bạn. Các bạn mua, các bạn chuyển khoản mình bao ship mất ở gần thì mất 50, ở xa mất 60-70 rồi ha. Nên là cái giá này cũng không có cao mấy đâu các bạn. Rồi. Tiếp tục. Rồi, vít Ryobi. Cây nào cũng ok hết nha các bạn. Các bạn về các bạn sử dụng là vô tư hết á. Cây nào cũng ok hết. Các bạn yên chí ha. Đây mấy cái chuyện mà hàng hóa của mình ha. Thân máy vỏ pin nha các bạn. Số 25. 550K ha các bạn. Số 26, một cây Nati EZT113 ha các bạn, cây khoan. Này là rất mới nha các bạn. Mới tinh luôn. Cây mới dữ lắm ha. Nhanh chậm ha. Nhanh chậm đầy đủ ha. À, thân máy vỏ pin ha. Thân máy vỏ pin nha các bạn. Như vậy nha các bạn. À, cây này rất là mới ha. Mới 95% ha. Mới gì lắm ha. Chưa sử dụng nhiều đâu. Số 26. Số 550K nha các bạn.
X27. Một cây Hitachi ha. Cây Hitachi. Cây vít. Vít này pin chọt, thân máy bỏ pin ha. Pin chọt này nè. Pin nó như vậy nha các bạn. Các bạn nào tin tưởng và để lại đóng pin luôn ha. Nếu mà các bạn nào tin tưởng các bạn để lại đóng pin. Pin này mình đóng nhiều rồi cho các bạn nè ha. Các bạn xài rất là ok. Đóng dòng pin cao cấp ha. Một là Sony, hai là Samsung ha. Thân máy dò pin. Thân máy dò pin như vậy nha các bạn. Cây này rất là khỏe nha các bạn. Mà mua những cái cây này về xài các bạn yên chí, không sợ lầm đâu. 27. $57,550 ha. Số 27. Số 28. 8 là một cây Ryobi. Thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin ha các bạn. Cây khoan. Đèn led đầy đủ. Kẹp 10 ly, máy 12V, pin chọt này vậy nha các bạn. Pin chọt vậy nha, thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin vậy ha. Đó. Rất là đẹp nha các bạn. Máy này rất là đẹp ha. Màu rất là tươi luôn. Số 28. 550k. Thân máy vỏ pin khoan Ryobi 550k. Thân máy vỏ pin nha các bạn. Đến cây vít Hitachi 14V. Vít 14V nha các bạn. Cái này là chỉ có thân máy ha. Giới thiệu thân máy, bán thân máy ha. Vít 14V nha các bạn, Hitachi than rồi. 14V Hitachi than rồi, tem đây. WH 14D ha, SL. Cây này thì quá mạnh, quá ngon ha. Các bạn nào sử dụng quán vít dài, mua cây này về bắn rất là ngon. Thân máy 750k. Số 29. Số 29 750k ha. Rất là mạnh nha các bạn. Thân máy rất là đẹp á. Rất là mạnh luôn á cái máy này. Rồi cây cuối cùng chốt hạ. Cây vít Hitachi 12V. Cây vít hồng Hitachi DM ha. 2V. Những cái máy này là những cái máy than rời nha các bạn. Các bạn mua về các bạn bắn tôn bắn đồ là vừa. Nhôm kiến đồ là vô tư hết ha. Sắt đồ là vô tư nè, than rời ha. Những cái máy này xài rất là ngon. Lại con cò của nó cũng khó hư ha, con cò này cũng khó hư lắm. Các bạn xài thời gian dài lâu, các bạn mở ra các bạn vệ sinh cò thôi, cái cò này dễ lắm. Rồi khó hư ha. Nó không xài chung với cái thằng Makita. Xài chung với thằng Makita là có DMR, nó xài chung với thằng Makita. Rồi chốt hạ, cây này cây số 30 ha. Thân máy vỏ pin. Thân máy và vỏ pin này nha các bạn. Mình giới thiệu rồi đó, rõ ràng nha. Cái nào có pin có sạc mình nói luôn pin sạc rồi ha. Chốt hạ 30. Chốt hạ 30 600k nha các bạn. Thân máy vỏ pin. Rồi những sản phẩm mà mình giới thiệu đây trên clip á, các bạn lưu ý là tất cả đều có giá cả hết và số thứ tự hết. Các bạn nào chọn được cái nào các bạn cứ
gửi tin nhắn cho mình hoặc gọi điện cho mình trực tiếp để chốt ha. Chốt xong các bạn sẽ gửi địa chỉ rồi các bạn sẽ có đơn hàng ha. Giao dịch theo cái kiểu mua bán của bên mình là có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là chuyển khoản được bao ship, hình thức thứ hai là đặt cọc tự trả phí ship ha. Nó như vậy thôi. Rồi. Cảm ơn tất cả các anh em và các bạn đã theo dõi clip. Clip mình tới đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại clip sau ha.